Thưa quý vị, trong những năm gần đây, ung thư là vấn đề được nhiều người trong xã hội quan tâm, là căn bệnh có hậu quả đau đớn mà bất kỳ ai cũng đã từng chứng kiến hoặc nghe nói đến. Với mục đích lan truyền thông điệp ý nghĩa, ung thư chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân ung thư trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác này, đồng thời kêu gọi cộng đồng, các tổ chức và cá nhân cùng chung tay phòng chống ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng Hiệp hội Phòng chống ung thư quốc tế đã chọn ngày 4 tháng 2 hàng năm là Ngày Thế giới phòng chống ung thư. Ung thư được nhận định là một trong những kẻ thù lớn nhất đối với sức khỏe trong thế kỷ 21. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ung thư là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau tim mạch. Mỗi năm trên thế giới có thêm 14,1 triệu bệnh nhân mắc ung thư, 8,2 triệu người tử vong vì căn bệnh này, trong đó có đến hơn 4 triệu người chết trẻ chỉ trong độ tuổi từ 30 đến 69 tuổi. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc chủ động phòng chống ung thư, tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về chống ung thư được tổ chức tại Paris, Pháp năm 2000, các đại diện từ khắp các quốc gia trên thế giới đã tuyên bố chọn ngày 4 tháng 2 là ngày ung thư thế giới. Mục đích của ngày này là nâng cao nhận thức và hiểu biết về tất cả các khía cạnh của bệnh ung thư. Trong báo cáo thường niên công bố nhân ngày Thế giới phòng chống ung thư mùng 4 tháng 2 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra một cảnh báo đáng chú ý khi cho biết số ca mắc ung thư đang tăng mạnh tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi người dân gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận các hệ thống khám sàng lọc và chăm sóc cơ bản. Lần đầu chúng tôi phát động chiến dịch này là vào cuối năm 2018, và đó quả là một hành trình. Khi bắt đầu hành trình ấy, chúng tôi không hề biết rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với thử thách lớn lao trên toàn thế giới là virus corona. Nên lời kêu gọi hành động năm 2021 là cực kỳ ý nghĩa để lan tỏa thông điệp rằng tôi đang và tôi sẽ hành động. Đó là một năm quan trọng cho cộng đồng ung thư. Năm 2020 đã là một năm cực kỳ khó khăn cho những người làm công tác kiểm soát ung thư và bệnh nhân ung thư. Vậy nên, hơn bao giờ hết, trong năm 2021, các tổ chức ung thư cần hỗ trợ cho mọi người dân trên toàn cầu để giải quyết COVID-19 và ung thư. Trong bối cảnh ấy, chủ đề Tôi đang và tôi sẽ hành động của Ngày Thế giới phòng chống ung thư giai đoạn 2019-2021 cũng là lời kêu gọi hành động từ mọi tầng lớp trong xã hội để giúp tăng cường nhận thức, giúp phòng và điều trị sớm căn bệnh ung thư trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Mỗi năm, Việt Nam có hơn 165.000 ca mắc mới và 115.000 bệnh nhân tử vong do ung thư. Khoảng hơn 300.000 người Việt Nam đang phải từng ngày đối mặt với căn bệnh ung thư. Trong những năm qua, mạng lưới phòng chống ung thư đã phát triển rộng khắp trên phạm vi cả nước. Ngày càng nhiều bệnh viện các tuyến đã thành lập khoa ung bướu, nhiều bệnh viện, trung tâm ung bướu mới ra đời hoặc có những bước phát triển mới với sự đầu tư nhiều thiết bị hiện đại. Ngành ung thư Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực giảm nhẹ gánh nặng ung thư trên phạm vi cộng đồng như tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về dự phòng ung thư, phát hiện sớm ung thư. Ngày 4 tháng 2 hàng năm, không chỉ ngành y tế mà toàn thế giới đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày phòng chống ung thư với mong muốn nhắc nhở và nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh ung thư.